Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, sinh năm 1981, nạp âm ngũ hành là Thạch Lựu Mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, tinh thần luôn sảng khoái, được mọi người kính trọng, tiền của đủ dùng, nhưng anh em trong nhà lạnh nhạt. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc, nên mệnh chủ cần phải chú trọng nhiều hơn tới những bệnh liên quan về gan, việc đi lại, hoạt động thể thao sẽ cần để ý các bệnh liên quan tới gân cốt. Năm nay, phải vất vả mới có được tiền của, cần phải lưu ý về sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện vấn đề ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình hoặc danh dự cá nhân liên quan đến đào hoa, cần phải luôn giữ cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, tránh bị mê hoặc. Do rơi vào cục phá thái tuế nên Tân Dậu vẫn phải đề phòng nhiều thứ. Cách hóa giải tốt nhất là luôn mang bên mình một vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài. Trong năm 2020 Canh Tý, những gia chủ tuổi Tân Dậu dễ bị hao tổn tài lộc. Tân Dậu gặp phải nhiều sự cố, cần bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt. Tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều chuyện thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân thì luôn rình rập bên cạnh, khiến cho bạn không thể tập trung vào công việc của mình. Khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Không vong chiếu mệnh. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu năm nay có lẽ là hơi thiếu may mắn những gia chủ tuổi Dậu khác bởi bị sao không vong chiếu mệnh. Không vong là sao chiếu về đường thị phi quấy phá, dù bản mệnh được nhật lộc trời cho nhưng luôn bị quấy phá ám hại. Văn xương tinh đóng mệnh. Tuy nhiên thì trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Dậu lại gặp được nhiều may mắn thành công trong con đường khoa cử thăng quan tiến chức. Nếu những gia chủ tuổi Tân Dậu có làm trong quan trường nhà nước thì có thể thăng quan và đạt được vị trí mà bản mệnh mong muốn. Nam mệnh 40 tuổi, thái bạch chiếu bệnh nên sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại thì cần phải đề phòng tai nạn. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Tân Dậu 1981 gặp phải sao thái bạch chiếu mệnh nên sẽ là hung tinh, bởi sao thái bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái bạch là sao xấu, cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 và kỵ màu trắng quanh năm. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2020 gặp sao thái âm chiếu mệnh. Sao thái âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì lại bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao thái âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9, nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Về vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu nam mạng trong năm 2020 gặp hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này thì dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi mà ăn uống. Khi có ốm đau song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã dẫn tới trụy thai. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, gặp hạn tam kheo thì nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là tay, chân, xương khớp. Về tổng quan vận hạn của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm Canh Tý 2020. Năm 2020 theo âm lịch là năm Canh Tý, tức là tuổi con chuột.
Tý Chuột là con giáp đứng đầu hàng trong 12 con giáp, được tính từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Sinh năm 1981, nạp âm ngũ hành là Thạch Lự Mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, tinh thần luôn sảng khoái, được mọi người kính trọng, tiền của đủ dùng, nhưng anh em trong nhà lại lạnh nhạt. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc, nên mệnh chủ cần phải chú trọng nhiều hơn tới những bệnh liên quan về gan. Việc đi lại, hoạt động thể thao sẽ cần để ý các bệnh liên quan tới gân cốt. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài. Trong năm 2020 Canh Tý, những gia chủ tuổi Tân Dậu dễ bị hao tổn tài lộc. Tân Dậu gặp phải nhiều sự cố, cần bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt, tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân thì luôn rình rập bên cạnh, khiến cho bạn không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Không vong chiếu mệnh, Tân Dậu năm nay có lẽ hơi thiếu may mắn hơn những gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 khác, bởi vì bị sao không vong chiếu mệnh. Không vong là sao chiếu về đường thị phi quấy phá, dù bản mệnh được nhận lộc trời nhưng lại luôn bị quấy phá ám hại. Văn xương tinh đóng mệnh. Tuy nhiên thì trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Dậu lại gặp được nhiều may mắn thành công trong con đường khoa cử thăng quan tiến chức. Nếu những gia chủ Tân Dậu có làm trong quan trường nhà nước, có thể thăng quan và đạt được vị trí mà bản mệnh mong muốn. Năm nay phải vất vả mới có được tiền của, cần phải lưu ý về sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện vấn đề ảnh hưởng đến hôn nhân, gia đình hoặc danh dự cá nhân liên quan đến đào hoa. Cần phải luôn giữ cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, tránh bị mê hoặc do rơi vào cục phá thái tuế, nên Tân Dậu vẫn phải đề phòng nhiều cách thức. Và cách hóa giải tốt nhất là luôn mang bên mình một vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia. Nam mệnh 40 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại cần phải đề phòng tai nạn. Nữ mệnh 40 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh cần giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là đối với những bệnh liên quan đến phụ khoa. Sản phụ cao tuổi thì nên cẩn thận hơn nữa, phòng chuyện khó sinh. Tổng tài sản vào năm 2020 cho những người tuổi Tân Dậu 1981 sẽ không được như lý tưởng. Trong sự nghiệp, mối quan hệ của họ với đồng nghiệp thì rất kém. Ngoài ra thì công việc làm ăn năm nay có thể khiến bạn kiệt sức và sẽ luôn có một số sai lầm trong công việc. Trong tài lộc thì bạn không thể tiết kiệm nhiều tiền vì bạn có thể có thêm nhiều chi tiêu. Trong năm thì bạn nên ghi lại thu nhập và chi phí hàng ngày để giữ cân bằng. Trong tình yêu và mối quan hệ với vợ và chồng của họ sẽ thiếu đi sự lãng mạn và tươi mới. Điều này có thể khiến cho họ cảm thấy một chút tầm thường và nhàm chán. Tuy nhiên thì họ vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống ổn định. Về sức khỏe thì không có vấn đề nghiêm trọng nào vào năm 2020. Cố gắng không thức suốt đêm và ăn thường xuyên. Vào năm 2020 thì cần phải cẩn thận trong mọi việc, bị chi phối bởi những ngôi sao không may mắn, bạn sẽ có mối quan hệ xấu với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Do đó thì bạn nên kiềm chế tính nóng nảy và thân thiện với người khác để tránh nhiều rắc rối. Trong sự nghiệp thì bạn có thể thấy hầu như là không có cơ hội để tạo ra bước đột phá lớn và thậm chí gặp phải nhiều vấn đề nhức nhối để được giải quyết là một cách khó khăn. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Xét đến kim lâu thì năm Canh Tý này thì gia chủ 40 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay trong năm này, mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm Canh Tý, gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ là 40 tuổi nên sẽ không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí của từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981.
với Nam Mạng Tân Dậu sinh năm 1981 thuộc cung Khảm Thủy, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của Trạch Đất Đông Tứ Trạch, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra thì sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Hỏa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát và Đông Bắc là Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, hướng Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu, đó là Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp tân hóa thủy vào những tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi bính như là bính dần sinh năm 1986, bính tý 1996, bính thìn 1976, bính ngọ 1966 và bính thân là 1956. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc đó là tỵ, dậu, sửu, hóa kim vào tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 5, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ chọn ngày hoặc giờ là Sửu. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Sửu thì sẽ chọn ngày giờ là Tỵ. Về tuổi Thiên Lộc, tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt nhất cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Tân Dậu sinh vào năm 1981 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Tân Dậu sinh vào năm 1981 là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Ngọ sinh năm 1966, Nhâm Ngọ 2002, Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950 hoặc sinh năm 2010, Mậu Dần năm 1998, Nhâm Dần 1962, Bính Dần 1986. Tuổi Thiên Mã, tuổi Mã thì liên quan đến phần động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Tân Dậu sinh năm 1981 đó là Hợi, bao gồm tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995. Vị trí cung tài lộc: Thân tại phương vị Tây 270 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn chú ý giữ gìn sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt, hòa hợp âm dương, thiên địa, nhân hợp nhất để bài trí, an vị tại phương vị này trong văn phòng của cửa hàng nhà mình. Về kích hoạt tài lộc năm 2020, năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này, trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm, nên mệnh chủ cần chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều.
các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài tại vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy và người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ sẽ cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được sự tài lộc tốt chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như là bông hoa, sáng nở, tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là trầu bà vàng có ý nghĩa phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, thuộc mệnh kim. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến sự may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra những thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn thành công trong cuộc sống.